Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó. Có sao đâu mẹ, con đọc một xíu thôi mà. Sao con không lại chỗ mà có ánh sáng đọc? Đọc như vậy sau này bị cận thị đó con. Dạ, con đọc một tí xíu thôi ạ. Không có sao đâu. Sao kỳ vậy trời? Mắt mình bị sao vậy ta? Mình không có thấy gì hết á. Chuyện gì xảy ra vậy? Mình bị sao rồi nè? Cả thế giới này là của ta. Các người mau cút khỏi nơi này để ta mạnh tay. Là ai? Ai vừa lên tiếng vậy? Các người đem cả đội quân đến địa cầu chúng ta hả? Có đội phi cơ chiến nữa. Ta không có sợ ngươi đâu. Giờ thì tấn công đi. Giỏi, cho kẻ đánh lén. Nó là anh hùng thì xương danh. Rồi ra chiêu đi, ta không sợ đâu. Đau quá. Mình chúng đông lắm, một mình không thể chống cự được, phải đi tìm đồng minh hỗ trợ thôi. Đường hầm, các người bắt tay vào đường hầm thời gian. Thả ta ra, thả ra. Đúng rồi, con có sao không vậy? Ba mẹ ơi, ra quá đây. Người ngoài tính tấn công con, rồi bắt con đi nữa. Con đọc truyện tranh nhiều quá rồi, cho nên suy diễn đúng không? Mà hồi nãy mắt con không có thấy gì hết đó. Con tưởng con bị mù rồi đó. Mẹ đã nhắc con biết bao nhiêu lần rồi, đừng đọc truyện nhiều quá. Dạ, con chỉ đọc một chút xíu thôi mà. Mỗi ngày một xíu sẽ trở thành thói quen xấu khó bỏ được. Đọc sách phải đọc chỗ có ánh sáng phù hợp và đọc trong giới hạn thời gian phù hợp thôi con à. Việc nhỏ phải bỏ, đừng để nhỏ thành lớn mà thành quả đó con. Dạ, con biết rồi. May mà con bị mờ mắt. Đây đúng là một trải nghiệm đáng sợ. Tấn công, đừng để người đi cầu chạy qua. Thì ra là tiếng tivi vọng lên. Con cứ tưởng là... Đây là tập phim mới nhất vì đại chiến không gian đó con. Nè, lại đây coi với ba nè. Dạ, yeah. Phim mới nhất. Hè hết cái dèo ha. Mình còn chưa được đi đâu nữa. Nhanh thiệt á, nhưng mình thích đi học hơn. Mình cũng thích đi học lắm. Tại vì mỗi khi vào năm học mới á, là mình sẽ được mua cặp sách mới. Nhìn nè, đẹp hơn. Mới luôn hả? Hồng lè luôn ha. Ủa, cái này cũng màu hồng nữa hả? Mình nhớ cái cũ của tay to cũng có màu hồng mà. Đúng rồi đó, tại vì mình thích màu hồng nhất mà. Mình chả thích màu hồng, nhìn cứ như công chúa yếu điệu á. Yếu điệu gì đâu, nhìn dễ thương mà. Thế giới mà mỗi màu hồng thì chắc mình chết vì sướng quá. Còn mình á, sẽ chết vì ghét. Thôi, mình về nha. Hai bạn thử giúp mình biến thế giới này thành màu hồng coi có được không? Cũng được thôi, ba mình cũng có cái máy đó. Tình hình sao rồi? Lẹ lên, sống rồi nè. Đây là máy chuyển màu của ba mình. Chỉ cần xoay cái kim này và màu nào mình thích, rồi ấn nút một cái, biến cả thế giới thành một màu mình muốn luôn. Mà tụi mình sẽ không bị biến nổi. Làm liền đi, màu hồng á nha. Ừ. Wow. Ôi, đẹp quá trời quá đất luôn. Hồng ơi là hồng. Hết thấy cái gì ra cái gì luôn đó. Ra ngoài thử coi. Coi nè, nền có màu hồng luôn rồi. Thùng rác màu hồng kìa. Cái công viên gì tự nhiên hồng lè, làm nực muốn chết à. À, bụng bự, tụi mình mới biết chỗ này thành màu hồng hết đó. Bình thường ra công viên thoải mái lắm mà. Sao hôm nay đổi thành màu hồng nhìn mệt ghê ha. Trời ơi, mệt quá. Đúng là nhìn hoài một màu mình nhức mắt quá à. Đi dọc dọc đường coi sao. Chuyện gì bộ mà vậy ta? Chạy ra đó coi sao. Bác ơi bác đi giùm con cái bác ơi. Bác cứ đứng hoài vậy. Chết tôi. Chết rồi, đèn xanh đèn đỏ giờ hồng lè rồi. Làm người ta đi lung tung, đụng xe quá trời kìa. Nguy hiểm quá. Chạy về đổi lại như cũ lẹ đi. Đâu rồi, sao không tìm thấy vậy ta? Có bao giờ nó cũng biến thành màu hồng luôn không? Chết rồi, nó màu hồng luôn thì làm sao mà tìm trong cái phòng màu hồng này. Mày đưa kim cái này đúng không? Sao mà biết vậy? Thì tự nhiên tất cả màu hồng là ba biết từ các con rồi chứ còn gì nữa. Dạ, do con. Con muốn thử thế giới màu hồng thì có đẹp cho con nghĩ không? Mà cuối cùng nó nguy hiểm quá à.
Không không, màu sắc không có nguy hiểm, chỉ có cách sử dụng mới làm nó trở nên nguy hiểm thôi. Màu sắc ảnh hưởng trực tiếp đến mắt và gián tiếp đến cảm xúc của con người. Khi con nhìn thấy màu tối, tự động nó sẽ trở nên u ám. Còn con nhìn thấy màu đỏ nè, màu cam nè, màu vàng nè, thì tự động cảm thấy nóng. Nhìn thấy màu xanh thì cảm thấy mát, vậy thôi. Vậy tại sao phải có nhiều màu như vậy? Để phân biệt mọi thứ, với thể hiện tính cách của mỗi người đó con. Với lại mỗi người cũng có một sở thích khác nhau. Chúng ta không thể chỉ vì sở thích của mình mà bắt người khác phải theo mình được, hiểu chưa nè? Con biết lỗi rồi, xin lỗi bụng bự nha. Thôi, không có sao đâu, giờ thì ra công viên chơi cho mát đi. Đi, đi nè. Mấy bạn có thấy lúc nãy không? Mình được cô Tiên Dương trước lớp vì đã giúp đỡ được người khác á. Cũng bình thường thôi. Nếu mình gặp ai cần giúp đỡ thì mình giúp thôi. Tại mình không có gặp. Bụng bự hơn thôi. Trời ơi, xe gì mà nhiều quá vậy nè? Ý, có bà cụ cần qua đường kìa. Đâu, đâu, đâu? À, thấy rồi. Mình tới trước để mình dắt bà qua đường. Nhưng mà mình thấy trước. Nhưng mà mình có cách hay nhất để dắt bà qua đường. Cách gì? Quay sang đường. Sức, không có vụ xe tự né mình đâu. Xe tông thẳng vào mình thì có. Ủa, vậy chứ bạn có cách gì hay hơn không mà nói mình? Giơ tay xin đường. Đó, chính là như vậy đó. Ý trời ơi, mấy đứa nói cái gì mà ghê quá vậy? Rồi lỡ tài xế ngủ gục hay không để ý tông trúng mình thì sao? Hả? Thôi, mấy cách đó bà sợ lắm, bà không qua đâu. Vậy thì bà cứ để con, con biết cách qua đường chắc chắn nhất nè. Bà cần qua bên kia mà đớm. Bạn dắt bà đi vòng vòng ở đâu vậy đó? Thì ra là vậy. Cảm ơn cháu bé, đúng là cách qua đường này là tốt nhất. Dạ, không có chi, con chờ bà. Cách qua đường an toàn nhất đó chính là chờ đèn đỏ. Khi đó dòng xe đứng lại, mình chỉ việc đi qua thôi. Tuy có hơi mất thời gian, nhưng lại là cách an toàn nhất. Đúng, bạn hay quá ha. Lần sau, mọi người nhớ qua đường bằng cách này nhé. Đừng có gì lười một xíu mà bị xe hung bể mông đó. Ồ, thì ra là người nước ngoài. Nhưng tụi mình đâu có ai biết nói tiếng Anh đâu. Mấy bạn để mình. Mình hay nghe ba mình nói tiếng Anh lắm á. We want to help you. Oh, thank you very much. I want to go to the museum, but I don't know the way to go. Can you show me the way? Thôi, bỏ tay, không biết nói gì hết đó. Vậy mà làm thế ghê. Ông nói ông bị đau bụng chứ gì. I don't understand what you're saying. Du toilet. No toilet, museum, museum. Cái gì mà miêu miêu, không hiểu gì trơn á. Bây giờ sao mấy bạn? Giờ phải làm sao chỉ đường cho người nước ngoài đây? Museum, museum. Vậy phải không? Hay là vậy? Hay là vậy vậy? Trời ơi, tìm cách giúp ổng đi. Múa nãy giờ mà ổng không hiểu gì trơn á. À, mình nhớ rồi. Ai có điện thoại di động không? Alo, ba. Ba nghe thử con ông Tây này nói gì nha ba.
I just want to go to the museum, but your kids take me to the public toilet. Trời ơi, ông nói ông muốn tới bảo tàng, mấy đứa dắt ông vô toilet công cộng chi vậy? Trời ơi, làm nãy giờ muốn chết à. Oh, thank you very much. Bye bye. Bye bye. Mà mai mốt gặp người nước ngoài nữa, mình nhờ người lớn biết tiếng Anh hay gọi cho tổng đài trung tâm hỗ trợ cho lẹ. Múa may lung tung không giúp ích được gì hết á. Đừng quên học thêm ngoại ngữ nữa nha. Ôi. La 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 la. Tay to, bạn nghe tin gì chưa? Hả? Tin gì? Đám chuẩn bị đi đánh nhau kìa. Ra coi đi. Tại bạn tông mình trước. Tại bạn đi, đụng mình trước thì có. Rõ ràng là bạn tông mình, là mình đổ hết ly nước vừa mới mua luôn. Là do bạn đi không để ý. Đụng mình, còn đổ thừa nữa. Đồ chơi trẻn, bây giờ bạn muốn cái gì? Đánh nhau không? Đánh thì đánh. Mình mà sợ bạn hả? Đánh đi. Đúng như mình mà sợ bạn hả? Hơ, mấy bạn thôi đi. Đánh nhau là không giải quyết được gì đâu. Sao không? Mình phải tẩn cho một bài học nhớ đời mới được. Hết giờ chơi rồi, mấy đứa tụ tập ở đây làm cái gì nữa? Giải tán lên lớp mau. Hẹn bạn sau giờ học ở đằng sau trường, mình sẽ giải quyết xong phẳng. Chơi luôn. Mình mà sợ bạn. Chiều nay mình sẽ đánh bầm dập tên đó luôn. Nhìn nhát gan như vậy mà cũng dám lò mặt ra đây ha. Thôi đó, mình nói bạn mới đúng. Chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi. Ý, thầy giám thị. Mấy đứa đừng có lo, ta không có cản mấy đứa giải quyết xung đột đâu. Vì xung đột không phải lúc nào cũng xấu hết. Sống mà, thỉnh thoảng ta cũng gặp xung đột với bạn bè hay người thân. Vì đó là sự khác nhau cơ bản về tính cách của mỗi người. Vậy, thầy cho tụi con đánh nhau hả? Thầy cho đánh, nhưng mà không phải là đánh nhau. Đánh bao cát đây nè. Nè, đánh đi. Cứ tưởng tượng cái bao cát này là đối thủ của mấy đứa. Đánh nhiệt tình vào. Dục, đánh trước. Mệt quá. Mệt quá. Bây giờ tới đốm. Nhìn đôi mình mắc cười quá à. Tự nhiên đi đánh bao khác. Thôi, đánh nãy giờ mệt rồi, què nha. À, què nha. Mấy đứa suy nghĩ đúng rồi đó. Xung đột luôn xảy ra trong cuộc sống, nhưng mà quan trọng là cách chúng ta giải quyết nó kìa, để tránh những điều đáng tiếc, nhớ chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Nóng quá. Ôi, mấy ngày nay trời đã nóng mà còn bị cúp điện nữa chứ. Ở trong nhà nhở cái lò lửa luôn. Mà không biết sao cúp điện gì mà lâu quá vậy. Em đứng ở dưới nha. Anh leo lên sửa coi thử tụ điện bị hư cái gì mà cúp hoài à. Trời ơi, nguy hiểm quá. Dừng lại đi. Trời ơi, có gì đâu mà lo. Anh mình rành mấy vụ này lắm. Anh mình là chuyên gia sửa ống nước mà. Ủa, chuyên gia sửa ống nước có biết gì về điện không mà sửa? Trời ơi! Bây giờ, mình có thể sơ cứu cho họ rồi đó. Có vớt phỏng nè, để mình lấy nước lạnh. Không được, phỏng với điện giật là không được dùng nước, xoay dầu hay cạo gió sẽ làm tình trạng nạn nhân phức tạp hơn đó. Chỗ này nè bác.
Các con nhớ, không bao giờ được tự ý sửa điện. Nếu gặp người bị điện giật thì làm như đốm vừa làm, rồi lập tức gọi người lớn. Vì điện rất nguy hiểm, có thể gây tử vong. Dạ, sau hôm nay thì chắc tụi con không dạy gì mà phá điện nữa đâu. Wow, xúc xích thiệt là thơm. Có lần á, mình ăn cả một cái túi xúc xích có 10 cái lần á. Có bao giờ bạn bị bệnh do ăn quá nhiều không đó bụng bự? Có chứ, mà chủ yếu là đau bụng ị thôi. May là không phải uống thuốc đó, mình ghét uống thuốc cực kỳ luôn. Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Ghê quá à. Là ai đó? Mau ra đây đi. Ta là ma đây. Ma đây kìa. Hả? Nó biết ác xì nữa hả? Ủa, ma gì mà ác xì hả? Bệnh thì ở nhà đi, còn đi hù dọa người khác nữa chứ. Bị yếu như vậy thì làm gì được tụi ta? Ủa, tại sao ma lại khóc? Ta đường đường là một con ma, mà giờ bị bệnh, chả còn ai sợ ta cả. Bị bệnh, không lo uống thuốc, còn khóc lóc gì nữa? Thực ra, mình không chịu uống thuốc, mình ghét thuốc lắm. Con ma sợ uống thuốc. Thôi, đừng khóc nữa, tụi này sẽ giúp bạn uống thuốc mà. Mỗi lần, bạn uống thuốc như thế nào? Thì bỏ cả nấm vào rồi nuốt chứ sao. Mình ói sạch, ngán uống thuốc tới giờ luôn. À, hay là mình nghiền thuốc ra đi. Đắng quá à. Không uống đâu. Ước gì thuốc ngọt như kẹo ha. Hay là mang bạn đi chích thuốc. Thôi, đau lắm. Vậy thì làm sao mà hết bệnh được? Giờ này ai cũng đi ngủ hết rồi, biết tìm ai giúp bây giờ? À, biết ai chưa ngủ nè. Hả? Ai vậy? Ông Mặt Trăng đó. Đúng rồi đó, sao mình không nhớ ra ta? Ông Mặt Trăng ơi! Ông Mặt Trăng ơi! Ông Mặt Trăng! Ông Mặt Trăng! Ai kêu ta đó? Dạ, là tụi con nè, ông Mặt Trăng ơi! Có chuyện gì mà kiếm ta giờ này vậy? Dạ, bạn mới bị bệnh, nhưng sợ không uống thuốc. Hả? Bệnh mà không uống thuốc là không khỏi đâu nha con. Con biết, nhưng thuốc đắng lắm. Được rồi, để ta giúp cho. Nhưng mà không được đi hù dọa các bạn nữa nghe chưa? Dạ. Wow, thật là lợi hại. Con uống ngụm nước này vô trước, sau đó bỏ viên thuốc này vào miệng, rồi nuốt theo dòng nước, sẽ không còn thấy đắng nữa ha. Thiệt hả ông? Cứ thử đi. Ồ, không thấy đắng luôn. Viên thuốc thần hay quá à. Thật ra nó vẫn là viên thuốc của con đó thôi. Vốn dĩ ma bị sợ do lần đầu tiên uống thuốc sai cách đó. Thuốc có đắng thiệt, nhưng nuốt thật nhanh với nước sẽ không thấy đắng đâu con. Các con nên nhớ, thuốc có đắng thì mới trị được bệnh. Nên cố gắng để khỏe mạnh nghe chưa? Dạ, tôi có cảm ơn Mặt Trăng. Mình hát nha. Đớp, hình như có điện thoại đổ chuông kìa đớp. Chào cậu bé, ta đang giữ cha của ngươi trong tay. Muốn cứu cha ngươi, hãy đi đến vách núi ở khu rừng u ám. Nhớ là không nói cho ai biết, nếu không ta sẽ giết cha ngươi. Ngươi là ai? Sao bắt ba ta? Hả? Sao bây giờ hả đớp? Thì phải đi cứu ba mình thôi. Hay mình gọi cho cảnh sát đi. Không được, không nghe hắn nói sao? Nếu báo cảnh sát, hắn sẽ giết ba mình đó. Làm sao bây giờ hả đớp? Tay to, ở nhà xem chúng có liên lạc gì không thì báo cho mình biết. Còn mụn bự, đi theo giúp mình. Lần này, mình sẽ cho chúng một bài học. Sao, mình thấy lo lo sao hả đớp? Lo cái gì chứ? Có khi nào chúng ta bị gạt không hả đớp? Đâu vậy?
Chào mừng hai người đã đến với vương quốc của những đứa trẻ sắp bị lên dĩ. Trời, cái vương quốc gì mà nghe tên nhầy quặn vậy? Nghĩa là chúng ta sắp bị quay nướng, chiên xào đó. Cái gì? Là bắt cóc con nít đó hả? Đúng như vậy. Cứ gạt ra nữa ta. Đúng vậy, giờ thì các ngươi hãy chờ nạp mạng cho ta. Dừng lại. Yeah, khoan ho, trúng rồi. Thì ra là ông già đốm. Ông tưởng ta không còn vũ khí à? Hãy xem khắc phục của ta đây. Umbala, tâm sao lại tám la 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 la. Khắc phục hả? Làm gì hả bác ơi? Để cho ta. Umbala, umbala. Đứng lại. Trời ơi, sao hắn đứng yên vậy? Đây là thuốc bà mới nghiên cứu xong. Cũng may á là bác với tay to tới kịp. Nếu không chắc tụi con bị hắn gì nước mắm rồi. Đây là một bài học cho tụi con đó. Không được nghe lời người lạ, gạt đi đến bất cứ nơi đâu hết. Người lạ yêu cầu làm cái gì thì phải báo cho ba mẹ hoặc là ông bà biết, nghe chưa? Tại con lo cho ba. Ba biết là đốm thương ba, nhưng con nhớ những điều ba dặn nghe chưa? Dạ, con hứa với ba. Con cũng hứa luôn, chứ con sợ quá hả, xém tè ra quần luôn rồi. Nếu cuộc họp lần này chúng ta thuyết phục được các hành tinh khác không xả rác làm ô nhiễm vũ trụ thì hành tinh của chúng ta sẽ mát mẻ lại, phải không ba? Đúng vậy đó con trai. Vậy tụi con sẽ làm gì hả ba? Hai đứa chỉ cần ngồi yên, đừng có làm cái gì hết là đã giúp bác rồi. Vậy mà ba gọi con và buồn bự đi cùng ba. Thì tại vì hôm nay không có ai ở nhà hết, ba sợ hai đứa ở nhà lại quậy nát nhà nữa. Không dám đâu, hai đứa con là ngoan nhất hành tinh đó, biết yêu thương và giúp đỡ nhau. Dạ đúng đó bác, hai đứa con là những đứa trẻ siêu siêu ngoan luôn á. Vậy thì phải để xem thế nào đã ha. Chuyện gì vậy bác? Như là động cơ có vấn đề, có lẽ chúng ta đi vào vùng ô nhiễm của vũ trụ. Phía trước chắc chắn sẽ có nhiều bụi và thiên thạch bay lung tung cho mà coi. Đánh cái đám thiên thạch điểm này mới được. Con xin lỗi bà. Bà có sao không bà? Ba không sao đâu. Trời ơi. Con xin lỗi bác. Bác sao rồi? Không sao. Bác chỉ bị gãy cái chân thôi. Hả? Con xin lỗi bác. Chúng ta chỉ cần đi thẳng về phía trước một đoạn nữa là đến được xe bay của chúng ta thôi. Bạn có thể đi nhanh hơn không vậy? Tại bạn đi quá nhanh, đi như vậy sẽ mất sức á. Bạn lúc này cũng chậm như rùa. Bạn nói cái gì? Sao bạn lúc nào mà cũng chơi mình vậy? Không thèm khiên nữa. Ôi da. Hai đứa làm cái gì vậy? Con xin lỗi bác. Bác có sao không? Hai đứa cứ như thế này hoài á thì làm sao chúng ta có thể đi tiếp được? Phải biết nhường nhịn nhau chứ. Tại bạn á. Tại đó mới thì có. Thôi được rồi, ta đã có cách rồi. Umbala, umbala, đứng lại. Bây giờ cả hai đứa dính lại với nhau rồi. Để coi, nếu mà còn cãi nhau nữa thì có đi được không? Bên này. Bên này. Bên này. Sao? Nếu mà tụi con cứ như vậy hoài, chúng ta sẽ không đến được hội nghị để chống ô nhiễm đâu. Dạ, con biết lỗi rồi. Chúng ta còn đến hội nghị. Đúng vậy, chúng ta còn phải nói với mọi người là không được xả rác bừa bãi nữa. Vậy thì lên đường thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình nên ngủ một giấc lấy sức thôi. Thời tiết nắng nóng quá, cây cối nào chịu cho nổi. Người mình đây còn muốn héo nữa nói chi là cây. Ủa, các bạn có nghe tiếng gì không? Hình như có tiếng ai đó khóc đó. À, ở đây nè các bạn. Khó chịu quá đi. Bạn trai ơi, sao bạn đứng đây khóc vậy?
vậy? Ông chủ của mình đi vắng dài hôm, chả ai tưới nước chăm sóc cho mình hết. Chắc mình chết quá à. Tụi mình sẽ chăm sóc cho bạn dài hôm. Tụi mình cũng muốn chăm sóc cho cây nữa. Thật vậy hả? Các bạn thật là tốt bụng. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nè, hôm nay tới lượt đốm đi xách nước tưới cho cây đó nha. Cái gì vậy trời? Sao tới lượt mình nhanh vậy? Chứ sao nữa, hôm qua mình đã đi lấy nước rồi. Hôm trước mình cũng đã bắt sâu cho cây rồi. Cứ như vậy thì chả nhớ được tới nhiệm vụ của ai hết đó. Tới lượt của mình á thì làm đi, bạn còn than gì nữa. Ai nói bạn là mình than hả? Thôi thôi, hai bạn dừng lại đi. Mấy bạn làm như vậy không sợ bạn cây buồn hả? Các bạn cứ mặc kệ mình đi. Đó, bạn thấy chưa? Bạn làm cho cây buồn rồi kìa. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Mình có ý này hay nè. Vì bạn cây có 3 cành, mỗi bạn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc 1 cành. Như vậy là công bằng. Ờ ha, được á, vậy thì đốm sẽ không hơn thua nữa. Hả, được thôi, quyết định vậy đi. Ui da, ây da, ui da. Ủa, bạn cây có bị sao không vậy? Cành bên đây của mình đang bị sâu ăn lá. Ây da, đau quá à. Là cành cây của bụng bự. Đúng rồi, hôm trước bụng bự có nói là phải đi thăm ông bà mấy hôm nữa mới về. Bạn ráng chịu đựng nha. Nhưng mà mình khó chịu lắm, cành cây đó héo khô rồi. Nhưng biết sao được, mình cũng giúp bạn. Nhưng mà đó là cành cây của bụng bự. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Hả? Sao bạn cây lại ra nông nỗi này vậy? Chắc là do cành cây của bụng bự mấy hôm nay không được chăm sóc cho nên cây bị vậy đó. Mình mệt quá, không gượng nổi nữa rồi. Trời ơi, mình đi vắng vài ngày, sao bạn lại mặc kệ? Tất cả là tại bạn á. Mình các bạn mau tìm cách cứu cây đi. À, ông chủ đã về. Hả? Thì ra ông chủ của cây là ông Tiên á hả? Chính là ta. Tụi con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cây. Tất cả là tại mình. Mình cứ nghĩ không phải trách nhiệm của mình nên mình đã làm cây bị héo. Các con đều có lòng chăm sóc cho cây, ta rất là cảm kích. Nhưng qua chuyện lần này, các con phải biết, khi cùng làm chung một việc gì đó thì ai cũng có trách nhiệm to lớn cả. Dạ, dạ tụi con hiểu rồi. Ba ơi ba, có chuyện gì mà chạy dữ vậy con? Cũng bự hẹn con chiều nay chơi đấu vật mà bạn đó mập như vậy, con sợ thua với bạn đó mất. Như vậy thì sẽ mất mặt với tay to lắm. Mà giúp con nha. Trời, nhưng mà tại sao tự nhiên hai đứa lại hẹn đấu vật vậy? Bạn đó cứ khoe bạn đó khỏe, rồi còn khoét lát cái tay to nữa. Con không tin bạn đó nói thật, rồi bạn tách con đấu vật đó mà. Chà chà, ba thì không có ủng hộ việc này đâu nghe. Nhưng mà ba sẽ giúp con không bị bạn giật te tua. Hay quá, có cái gì mà làm con mạnh hơn hả ba? Không phải đâu, cái này nó chỉ giúp cho con có sức khỏe bằng với bụng bự thôi. Hả, là sao hả ba? Con có thấy khi đấu vật người ta chia ra nhiều hạng cân không? Đó là do người ta muốn có sự công bằng, con và bụng bự. Ồ, hay quá, con cảm ơn ba nha. Nhưng mà con phải nhớ, sau khi cân bằng, con chỉ được dùng sức một lần thôi. Nếu muốn cân bằng lại, con phải bấm cái nút này lại đó nghe. Dạ, con biết rồi. Nè, mang theo cái gì vậy? Tính ăn gian hả? Mình mà còn ăn gian bạn hả? Đây là cái máy giúp cho mình và bạn, ngang tài ngang sức đó. Nhưng sao phải sử dụng nó vậy đớm? Bụng bự mập như vậy, nặng hơn mình, đấu vật với mình thì làm sao công bằng được. Phải dùng cái máy này để cân bằng hai bên đó. Tưởng gì, dù sao á mình cũng thắng bạn thôi. Được rồi, hai bạn chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Hôm nay đốm thiệt là lợi hại, ngang tài ngang sức với bụng bự luôn. Sao hả? Bụng bự đã biết sự lợi hại của mình chưa? Bạn hay lắm, nhưng mà cứ như vậy á, chúng ta sẽ không phân thắng bại được đâu. Con trai á là phải rõ ràng, mai tụi mình đấu tiếp. Trời ơi, lại nữa hả? Bây giờ có dùng tấm thảm này cũng đâu có phân thắng bại được. Làm sao thắng bụng bự bây giờ?
Mình có cách rồi. Nếu mình ngang sức với Châu, hay là mình có thể mạnh hơn cả bụng bự rồi. Bạn Châu ơi, bạn bấm vào cái nút này đi. Có chuyện gì hả Đốm? Chuyện gì vậy nè? Cảm ơn Châu nha. Mình đây đây. Cứu mình với. Cứu mình với Đốm ơi. Mày dù có sao không? Mình giúp té rồi bị cục đá này rớt từ đâu xuống, đè chân mất rồi. Đốm giúp mình với. Chết mình rồi. Nếu mình dùng sức lấy cục đá này ra thì sẽ mất đi sức mạnh của Châu. Mà không được, không thể để mặt chuột được. Cảm ơn, cảm ơn Đốm nhiều lắm. Thôi, mình có việc phải đi rồi. Mình đi đây. Không cần phải đi nữa đâu. Ủa, tao bụng bự sao lại ở đây? Bạn đã sử dụng sức mạnh có được để làm điều tốt, tụi mình thấy hết rồi. Không có nên thi thố, hơn thua với bạn như vậy. Ai khỏe hơn á cũng không quan trọng đâu. Quan trọng á là mình biết sử dụng nó cho việc tốt. Mình cũng xin lỗi vì mém gian lận. Ừ. Đốm, đang làm gì vậy? Dạ, bà thử đi. Nếu được thì tụi mình sẽ là ba anh hùng cứu đất nước ta. Đồng ý. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Kìa rồi. Đèn pin hả? Bự như vậy thì làm gì ta? Là con mắt của robot đó. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Máy tính hả? Chắc là để điều khiển con robot. Ừ, con robot đâu? Ta đâu có bán robot đâu. Nhưng mà có mua đó, mày còn có hả? Không, cái con của chú á. Ta làm gì có con nào? Chú nói dối, chú thu mua đồ về để ráp thành con robot mà. Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Chứ, chú mua về làm gì? À, ta mua để sửa. Bà kiểm tra thì lại bị điểm thấp. Hôm trước bị mẹ la, bụng bự vô lớp, cứ khoét loét đồ chơi mới, chán quá. Nè anh quá khứ, anh làm cho cậu chủ chỉ nghĩ về trường cũ mà không chịu làm gì hết à? Đúng rồi đó, cậu chủ không thèm nghĩ tới tương lai là tôi đây nè, mà cứ suốt ngày nằm trong phòng thôi. Chính anh hiện tại tạo ra toàn kỷ niệm buồn, anh còn đổ thừa cho tôi nữa hả? Ủa, sao lại có ba bông hoa ở đây? Xin chào cậu chủ, chúng tôi là ba bông hoa đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu chủ nè. Thì ra là vậy, nhưng sao các bạn cứ cãi nhau in nổi vậy? Tất cả là do anh quá khứ cứ chiếm lấy cậu chủ, làm cậu chủ nghĩ về chuyện buồn cũ rồi ủ rũ hoài đó. Đúng rồi đó, bông hoa quá khứ, sao mày lúc nào cũng làm mình buồn vậy? Không phải đâu, nếu hiện tại cậu tạo ra việc làm tốt thì đâu phải như vậy chứ. Tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi không làm việc với anh nữa, như vậy thì cậu chủ mới vui vẻ cùng với tôi tạo ra nhiều kỷ niệm mới. Nhưng quá khứ quan trọng lắm, hai anh không thể không có tôi được đâu. Đúng rồi đó, mình không cần bạn nữa đâu. Từ bây giờ bạn sẽ không thể làm cho mình buồn nữa. Nè Đốm, xài cái viết mình cho mượn á, cho cẩn thận nha. Biết rồi mà. Trời đất, hôm trước đã làm hư một cây rồi, sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Hôm trước mình làm hư hồ nào, đừng có xạo nha. Bạn bè gì mà ích kỷ, không muốn cho mình mượn nữa thì nói đi. Sao bạn nói chuyện kỳ vậy? Từ nay mày không muốn chơi với bạn nữa. Bụng bự đừng buồn nữa. Tụi mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi, biết bao nhiêu kỷ niệm, đã làm gãy cây bút còn nghĩ chơi mình nữa. Cậu chủ không nhớ về chuyện cũ hết à? Nè con, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, về nhà là phải cất đồ gọn gàng chứ. Mẹ dặn có hồi nào, con đâu có nhớ đâu. Cất thì cất. Hôm nay con dám trả lời với mẹ như vậy đó hả? Như vậy là hổng có biết không? Từ nay ba cấm không cho con đi đâu chơi hết. Ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học bài cho ba. Tại sao lại như vậy? Con sẽ không nghe lời ba đâu. Tại sao không có quá khứ mà cậu chủ vẫn còn buồn nhiều quá vậy? Mình hiểu rồi. Nếu ngay hiện tại của mình mà cậu chủ làm việc không đúng thì vẫn phải gặp chuyện làm cậu chủ buồn thôi. Mình phải làm sao đây? Phải đi tìm anh quá khứ về thôi. Anh quá khứ ơi, anh ở đâu? Hai anh tìm tôi hả? Quá khứ ơi, cho mình xin lỗi nha. Mình trách sai bạn rồi. Cậu chủ có cần tôi nữa đâu.
cậu chủ rất cần anh đó quá khứ à. Phải có quá khứ, cậu chủ mới nhớ được những việc gì là sai mà tránh không làm nữa, mới biết rút kinh nghiệm để hiện tại làm việc đúng. Có như vậy, tương lai cậu chủ mới tốt đẹp được. Đúng rồi đó quá khứ, tôi có lúc buồn, cũng có lúc vui. Hiện tại, mình mới biết làm việc nào là đúng thì quá khứ mới có vui nhiều được. Ba bạn đều quan trọng với mình, hãy luôn bên cạnh để giúp mình làm nhiều việc tốt hơn nha. Đồng ý. Đi thôi mà cũng dắp té nữa. Mình té mà bạn cười gì vậy? Đội đơm, tại bạn hậu đậu quá nên mình mắc cười thôi. Do bạn không biết giữ thăng bằng lúc đi nên mới bị té đó. Gì? Mình mà không biết giữ thăng bằng hả? Mình giữ là bị siêu nha. Siêu mà té? Không tin thì thi thử coi mấy bạn có đứng thăng bằng như mình không. Được, mình thi với bạn. Tay to, bạn làm trọng tài đi. Được thôi, vậy hẹn nhau chiều nay ở công viên nha. Chơi luôn. Các bạn chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi. Được rồi, mình ra luật. Các bạn đứng thăng bằng bằng một chân. Ai thả chân còn lại xuống trước là người đó thua nha. Được. Bạn chịu thua đi là vừa. Có thua cũng phải thi. Chưa biết ai thắng được đâu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Chịu thua đi. Không bao giờ. Thì trước, ta chọc cho thua coi. Trời trời, ông kìa, xê ra trời. Thua rồi nha. Tại con ông chứ bộ. Ông đâu? Kìa. Mình cũng không thấy ông. Vậy đốm thắng nha. Thấy chưa, mình thăng bằng là giỏi nhất mà. Không tin, mình thua bạn. Nhưng chắc chắn á, bạn không thể là người thăng bằng một chân giỏi nhất đâu. Đâu, kiếm người đó ra đây cho mình. Kiếm không ra thì mình đang giỏi nhất nha. Vậy đứng đây chờ mình đi. Bạn có đi đâu lâu quá ta? Hay là bị gì rồi? Chắc thua cái buồn quá ngồi nhà khóc nhẹ rồi đó. Đây là người giữ thăng bằng một chân tốt nhất. Cái gì? Anh Dịch hả? Anh còn đây lúc lắc mà đứng một chân gì nổi. Giỡn với anh đó hả? Được thôi, vậy thì thi liền. Thi nữa hả? Vậy chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Khi nào mỏi cứ để xuống, đừng có cố nha. Anh yên tâm, em thắng là chắc. Ôi cha, ngỏi quá. Mới có xíu mà than rồi. Thua rồi. Em không thắng được anh trong khoảng này đâu. Sao lại vậy hả anh? Thì tại tối ngủ anh cũng ngủ có một chân à. Hả? Sao anh không nằm ngủ? Tổ tiên anh thường ngủ trong những nơi ngập nước hoặc ẩm thấp. Mà chân anh thì mấy em thấy đó, chỉ có da bọc xương nên rất dễ lạnh. Bởi vậy tụi anh phải thu bớt một chân vào người để tránh bị lạnh đó mà. Thiệt luôn hả? Vậy đốm chịu thua chưa? Bạn không phải là người thăng bằng tốt nhất đâu nha. Thôi, cũng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà phải hơn thua nhau. Mà hình như anh phải làm gì á ta? Hình như đi chợ. Em thấy anh xách cái giỏ. Đúng rồi. Để anh chờ. Trời ơi, chết rồi. Thôi, lẹ. Ủa, bạn có gì gấp hả? Bạn có gì vậy? Tí mình đi về chung nha. Không, mình bận rồi. Có chuyện gì với tay to vậy bụ bự? Chắc chắn á, là có vấn đề gì khả nghi rồi. Sao chứ, ai khả nghi? Tay to chứ ai. Suốt buổi học hôm nay á, bạn ấy không có tập trung gì hết. Đã vậy á, còn có nhiều hành động lạ lùng nữa. Không thể tưởng tượng được. Thú vị đây. Sao nào, chúng ta đi thôi. Ai vậy ta? Đã quá hình. Bắt tay to thì sao?
Mình thấy bạn có gì rất là đáng nghi nên tụi mình đi theo dõi hỗ trợ tay to. Vậy sao phải trốn ở trên cây? May mà hiểu nhầm, nếu không là hôm nay đánh nhau rồi, thấy không? Xin lỗi nha. Xấu hổ quá à. Đây là Thỏ Xám, là bạn hồi nhỏ cùng quê với mình đó. Còn mình á là bạn khi lớn của tay to. Mà công nhận nha, bạn đánh đau quá à, giận bạn luôn. Xin lỗi hai bạn nha, tại mình không tìm hiểu kỹ thông tin nên mới gây ra chuyện này. Bỏ qua nha Thỏ Xám. Nhanh đi Bụng Bở, tay to à. Có chuyện gì mới sáng sớm lại lôi hai đứa mình ở đây vậy? Mình còn chưa tỉnh ngủ nữa nè. Mình vừa khám phá ra chỗ này đẹp lắm, nhưng chỉ buổi sáng sớm mới có thôi. Ôi, đẹp quá đúng rồi. Hai bạn thấy mình hay chưa? Đẹp quá, mình chỉ muốn ở đây thôi. Ôi, con vòng kìa. Đẹp quá à. Đốn đâu rồi Bụng Bự? Mình cũng không thấy nữa. Đúng rồi Đốm. Đốm, bạn ở đây hả? Mình đang ở đâu vậy? Sao lạ quá vậy? Toàn là băng không à. Không lẽ... Các bạn nhìn kìa, mặt trời thật đẹp. Đâu? Ừ, đẹp quá à. Các bạn nghe thấy gì không? Hình như là tiếng chim kêu thì phải. Không đâu, hình như là chim non đằng kia kìa. Em bị lạc mẹ rồi, mẹ em đi mất tiêu rồi. Em đói quá. Tay to, Bụng Bự, có gì cho em mấy ăn không? Mình có kẹo sô-cô-la nè. Em sao vậy? Em nhớ mẹ, tìm mẹ cho em đi. Nhưng mẹ em đâu? Mẹ em đi trước, em bị lạc lại phía sau. Mình giúp em ấy tìm mẹ đi các bạn. Bằng cách nào? Mình cùng nhau bơi về phía trước đi. Được đó. Mệt quá đúng rồi. Mình cũng vậy, nhưng mình phải cố gắng đi tìm mẹ giúp em ấy đi. Tội nghiệp chim non, không có mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ, mẹ em kìa. Đi các bạn. Mẹ, mẹ. Con ngoan. Nhờ các anh chị này giúp con đó mẹ. Cảm ơn các cháu. Không có chi đâu cô ơi, giúp đỡ người khác là việc nên làm mà cô. Các cháu thật ngoan. Thôi cô phải tạm biệt các cháu rồi, để đi kịp thế đàn. Chào mấy anh chị nha. Dạ. Ôi, giúp đỡ người khác thật là thích. Ồ, mình bay được rồi. Thì ra giúp đỡ người khác là sẽ thành thiên sứ. Giờ mình đi đâu đây? Mình đi ngắm mặt trời đi. Ừ, được đó. Đốm ơi, mau giờ ăn tối thôi con. Dạ, con nghèo đây. Lại ăn cơm, chán chết đi được. Chơi với đồ chơi vui hơn. Mấy bạn đợi xíu. Con rửa tay chưa? Dạ, con rửa liền. Con ăn xong rồi. Đốm, con đang ăn dở dang kia mà. Nhưng con no lắm rồi mẹ ơi.
Đớm, bữa trưa mẹ đã cho vào ba lô của con rồi. Nhớ ăn trưa đúng giờ nha con. Lại răng, chán. Đớm ơi, mình với bụng bự tới rồi, đi học thôi. Ba mẹ ơi, con ăn xong rồi, con đi học nha. Mình thấy cậu bé Lóc Cốc đúng là một siêu anh hùng đó. Mình thấy Lóc Cốc siêu cấp đẹp trai nha. So đẹp trai thì thua xa mình. Lóc Cốc có cái bụng thua xa cái bụng to của bụng bự mà. Thôi, tụi nó biết mình xấu da rồi. Đâu có, có cái bụng to ăn đứt Lóc Cốc. Đốm đừng chọc bụng bự nữa. Mình ăn trưa còn ôn bài, chiều kiểm tra đó. Đốm ăn chưa xong mà. Ủa, mình thấy Đốm bỏ dở nhiều thức ăn lắm. Mẹ mình nói, ăn mà bỏ như vậy, sau này sẽ bị bỏ đói luôn đó. Rồi còn bị phạt ăn sâu nữa đó nha. Hả? Nó xạo. Có bạn ăn nhiều, cái bụng to lên kìa. Đốm bỏ dở cơm như thế là không biết quý trọng thức ăn. Sau khi cơn bão đi qua, rất may là không làm thiệt hại về người. Nhưng hầu hết các loại lương thực, thực phẩm cũng đã bị tàn phá nặng nề, làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bọn trẻ thật là đáng thương. Mấy bạn không được ăn no mẹ à. Nhìn mấy bạn đáng thương quá. Ừ, năm nào cũng có bão lũ. Mỗi mùa bão, trẻ em đều không có thức ăn. Con rất thương mấy bạn. Ngày xưa, ba mẹ cũng phải trải qua những thời gian thiếu thốn như vậy đó. Sao ạ? Ba mẹ cũng giống mấy bạn. Khổ cực như các bạn vậy đó con. Chuyện dài lắm, sau này ba sẽ kể cho con nghe sao? Ba kể con nghe bây giờ đi. Ba còn nhớ, sáng sớm ông bà đã phải ra đồng làm việc. Con có biết không, làm ruộng vất vả như vậy, nhưng mà tới mùa thu hoạch đó, gặp bão lũ là xem như mùa đó không có cơm đủ để mà ăn qua ngày. Con có thấy nó giống tình cảnh những bạn ban nãy hay không? Đốm có biết quý trọng thức ăn không? Có chứ mẹ. Vậy ai bỏ thừa bữa cơm tối qua ha? Con ít mà. Con bỏ thừa bữa sáng nay. Bữa trưa mẹ nhớ là con cũng bỏ hơn phân nữa. Con đã hiểu. Từ nay con sẽ không như vậy nữa. Xin chào ngày mới. Dậy đi con. Dạ. Chưa, con mới đi học mà mẹ. Cho con ngủ xíu nữa đi. Không, dậy làm bài đi. Trưa còn đi học nữa. Mẹ có để đồ ăn sáng ở dưới đó. Ăn nhanh rồi học bài đi. Mẹ đi chợ đó. Dạ. Chán ghê. Mới sáng sớm mới dậy rồi. Ước gì lúc này còn được nằm trên giường. Hình như cây đũa này có phép. Em đồ ăn sáng lên đây. Vậy vậy, lại gõ đôi đũa, đồ ăn sáng bay tới trước mặt mình luôn. Đây chắc chắn là đôi đũa phép thuật. Ghê quá vậy, giống như cây đũa của mấy bà phù thủy hả Đốm? Tất nhiên là hơn luôn rồi. Phù thủy chỉ có một chiếc đũa, mình có cả đôi. Ghê. Nhưng mà bạn làm bài buổi trưa đi học chưa đó? Chuyện nhỏ thôi. Đốm đốm, làm giùm mình nữa. Chuyện nhỏ. Như vậy có tính là ăn gian không đó? Trời ơi, mẹ lo gì? Bây giờ thì cùng nhau đi học nha. Ê, đi học kiểu này thích quá rồi đó. Ừ, mai mốt đi nữa đi. Tới giờ học rồi, mấy em vào chỗ lấy tập ra cho cô kiểm tra bài nè. Đốm, bụng bự, trả lời cho cô biết, làm sao các em làm được bài tập toán tập 2?
mà bây giờ mới có học kỳ 1. Lên đây giảng lại cho cô xem. Khai thiệt đi, mấy em nhờ ai làm giùm mà làm lộn tập vậy phải không? Dạ, tại em nhờ đôi đũa phép này làm giùm. Đũa phép hả? Các em phải tự thân mình làm thì mới học được kiến thức trong bài học chứ. Đây là tội không trung thực, gian dối trong học tập. Một lát cô sẽ gọi phụ huynh hai em lên. Đáng đời, ai bảo ăn gian. Ma sao? Do gì? Do gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À, ta chưa đuối khổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc chỗ đây thôi, chứ ta hút vợ cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn mũi cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muốn đực với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để dớt dát được tiếng tâm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ừ, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó, nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi thì ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi, hôm qua cưa nhiều quá sẽ bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Cúi đầu cho bất mình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi nhép, người tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho ngươi biết. Trời ơi, trời ơi, đây là một mũi nhép kia. Ở khu rừng này hay không? À, được rồi, ta đi mà. Đuối quá. Ngươi có sao không? Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt hay còn có thể. Cảm ơn ngươi. Chán quá. Xin có cái iPad thôi mà ba mẹ cũng không cho nữa. Mình không ăn thịt bạn đâu, đừng có la như vậy. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn muốn gì hả? Mình đi ngang đây, nghe nói bạn đang muốn có một cái iPad hả? Đúng rồi đó, mình xin ba hoài mà ba không mua cho mình. Vậy bạn giúp mình giữ cái iPad này mấy ngày được không? Hả? Ý bạn là cho mình cái iPad này hả? Không, mình chỉ nhờ bạn giữ giùm vài hôm thôi, mấy bữa mình lại quay lại lấy, có được không? Trời ơi, tưởng gì, là mình mừng hụt, giữ mà không được xài cũng vậy thôi. Đâu, bạn có thể sử dụng nó thoải mái, không sao đâu. Thiệt hả? Thôi được, thà có còn hơn không, mình sẽ giữ giúp bạn vậy hơn. Nhưng bạn nhớ, bạn không được chơi quá nhiều, đây không phải là iPad bình thường đâu nhé. Mình biết rồi mà, yên tâm đi, mình sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn bạn nhiều nha, mình đi đây. Wow, mình đang cần, tự nhiên có cái sạc miễn phí, giờ mình phải chơi với nó mới được.
sao con chưa ngủ nữa? Bài tập trong lớp nhiều quá, giờ con mới đi ngủ được. Vậy hả? Thôi, tranh thủ ngủ, mai còn đi học nữa con. Dạ. Đó là bài mới của ngày hôm nay, còn bạn nào chưa hiểu không? Nè Đớm, em đang làm gì đó? Em đang coi lại bài nè con. Vậy hôm nay cô đã dạy gì? Nói lại cho cô nghe xem. Dạ, em... Đớp, mấy hôm nay sao vậy? Bài tập về nhà thì bỏ bê, vô lớp không nghe giảng. Thì ra là do cái này hả? Ai cho em mang iPad đi học? Ngày mai cô sẽ qua tìm gặp ba mẹ em. Hả? Ba mẹ mà biết được là mình tiêu rồi. Phải tranh thủ chơi khi có thể mới được. Trời ơi, sao cái iPad này có thể biến thành con quái vật to như vậy được chứ? Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi. Sao mình hoa mắt khổ vậy? Cứu thế giới! Cứu tôi! Chuyện gì vậy xảy ra vậy? Thiệt tình, mình đã nói với bạn là không được chơi nó quá nhiều mà. Đây là cái iPad hút sức khỏe của con người để lớn lên đó và biến thành con quái vật để tiêu diệt thế giới này. Ồ, thì ra là vậy. Hên mà mình tới kịp. Không phải iPad này không, mà các máy chơi game khác cũng vậy. Chơi ít thì không sao, nếu bạn chơi nó quá nhiều, bạn sẽ bị nghiện, rồi không lo học hành. Ồ, mình hiểu rồi. Mình không có đòi iPad nữa đâu. Giờ thì mình phải đi học. Tạm biệt. Bự, hai bạn có thấy lạ không? Chuyện gì lạ vậy đó? Hai bạn không thấy là ngày nào ông mặt trời cũng chiếu nắng xuống đất sao? Thì có gì lạ đâu chứ, không lẽ chiếu nắng lên trời sao? Không phải, mà ngày nào mặt đất cũng nhận rất là nhiều ánh nắng từ ông mặt trời. Nhưng sao mình thấy mặt đất không có nóng gì hết? Ừ, Đớm nói mình mới thấy đúng vậy thiệt á. Sao là kỳ vậy ta? Nếu muốn biết, tụi mình đi tìm hiểu là được thôi mà. Mấy đứa đi chơi vui nghe. Nhớ cẩn thận, về nhà sớm đó. Wow, thích thiệt đó Đớp. Các bạn đợi một lát, chút nữa nha, là còn thích hơn nữa đó. Wow, mình đi xuyên vào lòng trái đất. Tiến lên nào. Đớp, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh, sẽ không có vấn đề gì cả. Kiểm tra tình hình. Có một viên đá to đang cản đường con tàu của thuyền trưởng, đề nghị loại bỏ. Đồng ý, ra lệnh di dời viên đá. Đã xong, tuyến đường đã không còn vật cản, có thể lên đường. Yeah, thành công rồi. Dám cản đường thuyền trưởng hả? Sao lại có sông ở đây vậy? Không phải sông đâu, đây là mạch nước ngầm trong lòng đất. Hóa ra là dưới lòng đất cũng có nước. Hèn gì mặt đất không có nóng là phải rồi. Đúng á. Trời, nóng chết đi được. Nóng quá. Chào các con, đã đến với nơi nóng nhất trái đất. Ông ơi, ở đây nóng quá đi mất. Ông không sợ nóng hả? Ông đã sống ở đây từ hàng tỷ năm nay rồi, ông không thấy nóng gì cả. Ông tài thiệt á, con đổ hết mồ hôi ra rồi nè. Lúc nào ông cũng nóng như thế này hả ông? Ta nhớ là từ khi hình thành trái đất, các bát đất đá ai cũng chạy thi với nhau xem ai xây thành trái đất nhanh hơn, mang theo hơi nóng rồi tích tụ cả vào đây, và ta cứ giữ nó mãi mãi cho đến bây giờ. Wow, vậy mà mặt đất lại không nóng, hay thiệt đó. Đúng rồi đó ông, ông mặt trời ở trên cũng nóng, ông ở đây cũng nóng, vậy mà tụi con ở giữa thì không nóng như vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống đất bao nhiêu thì có cây cối, sông ngoài giữ lấy ánh nắng của anh ấy và sưởi ấm cho mình rồi. Nếu nắng có vào lòng đất thì cũng bị chị nước ngầm làm nguội đi, thì làm sao mà nóng được chứ. Vậy còn ông thì sao? Ông cũng không mang hơi nóng lên mặt đất chứ? Không các con à, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành. Để có cuộc sống yên bình thì có rất nhiều người phải làm việc và hy sinh đó. Thôi,
cũng đã đến lúc các con nên về rồi. Để ta giúp các con nha. Trái đất có biết bao điều thú vị và còn chúng mình tìm hiểu phải không? Ừ, đúng rồi đó. Đốm, học bài chưa? Hôm nay bài ít mà mẹ. Mau phụ mẹ nấu cơm đi, nằm đó hoài à. Phim đang hay quá, còn có chút xíu nữa đi. Không được, ngồi dậy mau. Con với chả cái ăn rồi suốt ngày hết chơi tới nằm. Sao ba lại khó chịu với con quá vậy? Chứ không phải hả? Ba thì đi làm vất vả, con ở nhà rảnh không chịu phụ giúp mẹ gì hết, còn bài bù lung tung nữa. Ba mẹ cưng con riết rồi con hư à. Biết chừng nào con mới tự lập được hả? Lâu lâu mới bài mà mẹ không cho con chơi gì hết đó. Mẹ có thương con? Ba, giờ con đi đây. Chắc là cái nhà này rồi, nhưng làm sao để vô đây ta? Chào bà, bà muốn vô ở hả? Ờ, căn nhà nói chuyện được à? Ờ, đúng rồi, mình muốn ở tự lập ở đây. Bà cho mình vô đi. Ừ, được thôi. Từ nay mình sẽ ở đây. Mệt quá, mình phải ngủ một giấc đã. Đói quá, đi xuống coi mẹ nấu ăn cho ta. Ồ, mình đang ở một mình mà. Không được, phải tự kiếm ăn. Bực quá à. Tủ lạnh gì mà không có gì ăn hết vậy? Bạn tưởng đồ ăn tự có cho bạn ấy à? Muốn ăn á thì đi mà nấu. Không thèm, mình nhịn không ăn, đi ngủ luôn. Đói bụng quá, qua xin một bữa đồ ăn mới được. Hết hạn đóng tiền điện rồi, đóng nhanh đi. Con mới ở bữa nay mà. Nhưng tới ngày định kỳ thì phải đóng thôi. Nhưng tiền đâu mà con đóng? Đóng tiền nước nữa nha. Trời ơi, sao tùm lum thứ hết vậy? Giờ có đóng không hả? Không đóng thì cắt hết. Nè, hôm nay cuối tuần rồi, mình cần được dọn dẹp. Bạn mau dọn dẹp hết nhà của mình đi. Nhưng mình đói mệt lắm, không đủ sức làm đâu. Mặc kệ, một mình mà đòi sướng như ở nhà hả? Làm mau lên. Mình chịu hết nổi rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con sai rồi. Con chịu về rồi đó hả? Mẹ ơi, con xin lỗi. Từ nay con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ. Mẹ chỉ dạy cho con nha. Con còn nhỏ, chủ động phụ giúp mẹ từ những việc nhỏ nhặt nhất thì sau này lớn lên con mới tự lập được. Mình được cứu rồi. Các ngươi dám đánh lén ta. Dám ăn hiếp bạn của ta. Được thôi, vậy hãy xem ta đây. Nó khỏe thì mình không đủ sức rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thôi, ta đùa với các ngươi đủ rồi. Đến lượt ta đây. Như vậy nè bụng bự. Mình xin lỗi, mai mốt mình sẽ không trèo cây nữa đâu. Thôi, bạn ấy biết lỗi rồi, đừng lại bạn ấy nữa. Chim nhỏ, em có biết điểm yếu của hắn là gì không? Hắn rất là mạnh. À, em nhớ rồi, hắn có một điểm rất yếu. Là gì? Em nói đi. Hắn rất là sợ mùa mít chín. Mỗi lần nơi này có mít chín bay mù lên là hắn bị đau đầu và không còn sức mạnh nữa. Hay quá, anh thấy dưới kia có một cây mít chín phải không? Nhưng làm sao chúng ta trở xuống kia được mà hai? Mình có một cách. Cách gì? Các bạn tránh ra, để mình. Tên ác điệu kia. Ngươi muốn chết trước à? Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Ngươi có tuyệt chiêu gì mà đòi đánh với ta? Ta có một chiêu khí công vô cùng lợi hại. Được,
ta cho ngươi một cơ hội trước khi chết. Khí công thần sầu vô địch thủ. Hắn thua rồi. Đốm tê to chim nhỏ, các bạn có sao không? Hả? Sao bạn lại lợi hại vậy? Vì lúc nãy trên cây mít, mình đang mít chín trên cây. Hèn chi khí công của bạn mùi không chịu nổi. Trời ơi là trời, cái gì mà tập bài dài dữ vậy? Ủa sao mình dở vậy ta? Nghỉ tận 2 ngày lần mà. Xem mặt hình, sáng mai làm tiếp là xong. Dở quá hả? Xem hết hoạt hình này, đốm nhớ làm bài tập đó. Nhưng mà mẹ, còn có phim hoạt hình mèo con thông minh nữa mà. Đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Rau câu dừa đúng là số 1. Đốm, làm bài tập đi, rồi chịu ba mẹ đưa qua sinh nhật bà ngoại. No quá chừng luôn. Chừng bài đó hả? Làm chỉ một tiếng là xong ngay. Ngủ chút dậy làm bài cũng được mà. Đốm ơi, con đã thay đồ chưa? Mình đi qua nhà ông bà ngoại thôi con. Mau lên con, ba chờ dưới nhà kìa. Ủa, còn sớm rồi mà. Gần 6 giờ rồi. Hả? Vậy con ngủ từ trưa tới giờ hả? Con chết rồi. Đốm nói năng lung tung không? Thay đồ đi, ba mẹ chờ con. Nhưng con, con vẫn chưa làm bài xong. Con chưa làm bài tập. Con ngủ quên. Đốm, con hư quá. Không nề nếp kỷ luật gì hết. Hôm nay ở nhà làm bài tập, không có đi đâu hết. Hôm nay ba mẹ phạt con ở nhà làm bài. Ba mẹ đi đây. Con biết lỗi rồi. Bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Ồ, dở trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đúng, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con không thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con nói bụng quá, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho đốm hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đốm đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè, ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ đốm làm là ngon nhất. Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi? Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn. Chứ buồn bự muốn chơi cái gì? Mình cũng không biết nữa. Á, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho. Mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốm không dám dùng dao. Vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe theo lời căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn
Bạn thấy chưa, có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá, xém xíu là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao, như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Đốm, con có biết hôm nay ai làm bể lọ nước hoa của mẹ không? Con biết mẹ ơi, hôm nay con đi chơi cả ngày bên nhà bùn bự mà. Con là đứa trẻ hư, mũi của con sẽ dài ra khi con nói dối như cậu bé Pinocchio. Đốm, bạn đã làm xong bài tập cô giao về nhà chưa? Đương nhiên là xong lâu rồi. Dễ ẹc à. Mũi bạn sao vậy Đốm? Có gì đâu, bạn nhìn nhầm rồi đó. Là do đốm làm hư phải không? Không phải mình. Đi tìm người lớn hỏi đi. Không, mình không cần hỏi người lớn đâu. Sao vậy con? Mẹ ơi, con xin lỗi. Chuyện gì? Nói cho mẹ nghe nào. Hôm qua, con đã vô tình làm rơi lọ nước hoa của mẹ. Con đã nói dối. Mẹ ơi, cho con xin lỗi. Con biết lỗi rồi. Từ nay về sau, con hứa sẽ ngoan, không nói dối nữa đâu ạ. Đốm ơi, ra đi học nè. Con chờ mẹ con đi học. Đợi mình với. Đợi mình. Bụng bự ơi, cho mình xin lỗi nha. Hôm qua mình làm hư đèn xe đồ chơi của bạn mà lại im lặng. À, cái đó tới nhờ bố dán lại rồi, không sao đâu. Mình làm xong bài tập cô giao rồi nha. Dễ thiệt á, mình không nói dối đâu. Mình thật may mắn, mọi người xung quanh mình thật tốt. Mình sẽ ngoan, sẽ ngoan. Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh bé trông thật đến hay. Cả nhà vui, ai có việc là anh giúp luôn không ngồi yên. Bác bầu vàng ơi, bác bầu vàng. Cái gì đi ta, có phải bánh ăn được không? Mình nên làm gì bây giờ? Mình mang ra công viên hỏi các bạn luôn. Đúng, giờ đi chơi đá cầu với tụi mình nè. Mình nhặt được cái hộp nhỏ này rơi trên đường á. Vậy bạn có biết ai làm rớt chiếc hộp không? Cô giáo dạy nhặt được của rơi thì phải trả lại cho người đó. Ừ, của bác bò vàng. Nhưng bác chạy nhanh quá, mình gọi không kịp. Không biết cái gì bên trong, chúng ta mở ra xem đi. Chắc sẽ là bánh đó. Mà bác ấy mất có mỗi cái hộp nhỏ vậy, chắc không sao đâu ha. Bụng bự nói phải quá ha. Tụi mình mở ra xem đi. Ôi, pháo à. Phen này thì không biết nói sao với bác bò vàng đây. Mình thấy người ta đốt pháo hoa lên đẹp ơi là đẹp luôn. Mình chơi thử trò này đi. Phải đó, ta to sợ gì, mình dùng hết, sao bác bò vàng biết được.
Ơ kìa, bà Vàng, sao em lại khóc? Hộp pháo hoa của ba mua không biết đâu mất tiêu. Ba nói mình lấy nên đánh mình. Bò vàng thành bò đỏ luôn mày kìa. Ý, vậy đó là hộp pháo hoa đốm đã nhặt được đúng không? Ờ, chắc là hộp đó đó. Sao? Các anh nhặt được hộp pháo hoa của ba em hả? Các anh nhặt được đồ của người ta làm rớt, sao không trả lại? Ba em nói như vậy là xấu lắm. Tụi anh biết lỗi rồi. Tụi anh chỉ định chơi một tí thôi mà. Các anh chơi một tí mà cái mông em đỏ như vậy nè. Chứ vậy khi nào mình đem trả lại, bác ấy sẽ đánh cái mông của tụi mình đỏ còn hơn màu vàng nữa đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Bác không trách con đâu. Con biết trả lại đồ cho người đánh rơi là điều tốt. Chỉ có điều sau này á, nhặt được của rơi thì nhanh chóng trả lại, đừng lấy đồ của người khác, vì có khi những đồ vật đó rất quan trọng đối với họ. Dạ, con biết lỗi rồi. Mai mốt nếu nhặt được của rơi, con sẽ trả lại ngay vậy. Đớm giỏi lắm. Sao tự nhiên có cảm giác bị ai theo dõi vậy ta? Ai đó? Kỳ ta, hồi nãy mới thấy ai ở trong đây mà. Trời ơi, kinh quá, ghê quá à. Thôi, ra khỏi đây thôi. Ê, đớm, dậy đi, dậy đi. Làm gì mà la dữ vậy? Bộ quên tôi rồi hả? Ủa, tôi quen bạn hả? Trời ơi, tôi nè, nồng nọc nè. Sợ ke, bạn là nồng nọc mà. Nồng nọc làm gì có tay chân. Dốt quá à. Bộ bạn không biết nồng nọc tiến hóa thành ếch hả? Ếch mẹ đẻ ra trứng, trứng khi nở không thành ếch con ngay, mà nở ra nồng nọc. Nồng nọc sau khi lớn thì mọc thêm tứ chi và trở thành ếch khi trưởng thành. Nhưng ếch thì ở dưới đất và nước thôi, chứ sao lại lên cây được? Bởi vì mình là ếch ở trên cây nên gọi là ếch cây. Dòng họ nhà mình có nhiều loại lắm. À, giờ thì mình nhớ ra rồi. Nồng nọc á cũng thích cái trò hù người khác đúng không? Đúng rồi, vì chúng tôi là một mà. Nhưng nó vậy mà đớm nhát gan quá ha. Tại vì mình cứ tưởng là kẻ xấu, không nghĩ ếch cũng biết leo cây. Nồng nọc, bạn khỏe không? Bữa giờ bạn đi đâu vậy? Mình có đi đâu đâu, mình biến hóa thành ếch đó. Nồng nọc là tên mình lúc nhỏ, bây giờ lớn gọi là ếch rồi. Hay quá ha, mình cũng muốn biến hóa vậy. Bây giờ... Trên cành ca chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân. Ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi. Chào ba mẹ, con đi đây. Quá đâu đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt, thích quá à.
Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà, hai bạn giúp mình hái nó nha. Nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó, hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm, cái bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn, nhưng chỉ một bông thôi đó. Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan, bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chỉ giúp hai cháu một bông hoa thôi là lỗi tại cháu. Bác tha cho đúng đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi, như vậy là tốt, lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Hôm nay là trận đấu quyết định, ai thắng người đó sẽ là thủ lĩnh của hai người còn lại. Với tài năng người ngoài hành tinh của mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn cho coi. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho hai bạn biết con gái đá banh như thế nào. Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn. Hãy xem nào. Hả? Trốn thôi. Cái này tệ bạn, mình không biết đâu nha. Giờ phải làm sao đây? Không thấy ai hết. Thôi kệ. Trời ơi, sao hôm nay đèn đường tối tui vậy nè? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ của con bị tông vào cột điện. Sao lại như vậy? Có bọn nhóc nào đá banh làm dở bóng đèn đường, cho nên mẹ con chạy trong trời tối mới như vậy. Anh nói cảnh sát điều tra cho em bọn nhóc đó là ai. Tại sao lại phá vách như vậy? Bắt nhốt hết cho em đi. Con làm sao vậy hả Đốm? Ba ơi, mẹ ơi, chính con đã đá bể bóng đèn, lỗi tại con. Mẹ đừng bảo cảnh sát bắt con nha mẹ, con sợ lắm. Tại sao lại như vậy hả con? Tại sao con lại đá banh nơi nguy hiểm như vậy? Dạ, vì con muốn trở thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh cái gì? Ngoài việc là mẹ đã bị thương vì con chứ. Thằng Đốm đâu rồi? Có chuyện gì vậy hả anh Bao Vàng? Tụi trẻ bây giờ nó đá banh làm sao mà bể cái bóng đèn làm tôi tông vô cục điện. Bây giờ con mắt tôi như vậy nè. Anh chị còn cười, cảnh sát đang truy tìm tụi nhỏ kia kìa. Cứu con ơi mẹ ơi. Con đã thấy sự tai hại mình gây ra chưa? Con biết lỗi rồi. Con hứa sẽ không tái phạm nữa. Quậy quá không chịu nổi mà. Ba ơi cứu con. Hôm nay bạn đi đâu mà mang xe ra đây vậy đó? Mình mới được ba sửa chiếc xe lại, chạy rất nhanh đó nha.
chúng ta có thể đến bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ. Chỉ có một tí tiện thời gian thôi. Wow, hay như vậy, cho mình thử với. Thôi, mình không đi đâu. Lần nào ra vũ trụ cũng nguy hiểm hết. Đốm lái xe ghê quá. Lần này thì các bạn yên tâm đi. Mình đã có bằng lái xe chính hiệu. Đây, đây là bằng lái xe đồ đạp mà. Đúng rồi đó. Trời ơi, hai bạn quan tâm là cái gì? Xe nào mà chẳng giống nhau. Ờ ha, Đốm nói cũng có lý. Bây giờ hai bạn có đi không? Nhát gan thì ở nhà. Mình đi du lịch vũ trụ đây. Ê ơi, tôi đi với. Mình cũng thử đi cho biết như thế nào. Xuất phát. À, khát quá, thiệt là mát làm sao. Bạn lái xe chuyên nghiệp hơn rồi đó Đốm. Dĩ nhiên rồi, mình là Đốm hả? Vũ trụ thật là đẹp, nhiều sao quá. Hai bạn dí chặt nha, mình sẽ tăng tốc đây. À, à. Đốm, chậm chậm thôi, nếu không thì sẽ không tránh kịp đâu. Yên tâm đi, mình là tay lái cừu phách mà. Thông báo từ trung tâm vũ trụ, có một sao chổi chuẩn bị đi ngang qua, đề nghị tất cả thiết bị dừng lại đúng quy định. Dừng lại kìa Đốm. Dừng cho sao chổi qua đi. Có thấy sao chổi tới đâu. Mình chạy qua đi, đợi biết khi nào. Cái gì mà to vậy? Ôi sao nó nằm vậy? Tránh đi Đốm. Không tránh kịp rồi. Ta to có sao không? Mình không sao. Ủa con Đốm đâu rồi? Mình đây nè. Tại Đốm không đó. Lái xe vượt đèn đỏ làm gì? Giờ sao chúng ta về nhà đây? Ủa, ba đứa đang làm gì ở đây vậy? Tập bơi trong vũ trụ hả? Ba ơi, cứu chúng con. Bác ơi, Đốm chạy xe vượt đèn đỏ nên bị sao chổi quẹt chúng. Cũng may là tụi con không sao. Con hư lắm, con có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Dạ, tại con thấy sao chổi đi ngang qua. Con đã nói bạn ấy rồi mà bạn ấy không chịu nghe. Tai to và bụng bự vô tội, cho nên bác sẽ đưa tai to và bụng bự về trước. Còn con, ba phải phạt thật nặng để nhớ tội này, sau này không được tái phạm nữa. Con biết lỗi rồi mà. Bác chỉ phạt bạn ấy một chút cho nhớ đời thôi. Đưa hai con về, bác sẽ quay lại rước Đốm sau. Tụi con phải nhớ là ra đường là phải đi đúng tín hiệu đèn, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Chờ. Ủa, không được hả ta? Hồi nãy mình nhớ rõ ràng là con nhện cắn mình rồi mà. Đúng là dấu nhện cắn rồi. Dù sao bạn ấy chưa thành người nhện nữa. Á, bạn làm gì vậy? Chắc là con nhện này không được. Thôi cho con khác cắn thử đi. Châu chấu cắn được không? Người châu chấu cũng hay lắm á. Nhưng mà mình thích bắn tơi và leo tường hơn. Châu chấu có cái đùi bự, biết nhảy cao, biết bay nữa. Cũng ngầu lắm chứ bộ. À, cũng được á. Bạn có chắc là kế hoạch này thành công không vậy? Chắc mà, thầy cô đã đến rồi. Sao rồi Đốm? Có thành người châu chấu chưa? Để mình thử coi. Đà lê hấp, suy nghĩ cao. Ui da, ui da, đau quá. Có vẻ như không thành công rồi. Cua kêu này, tao bày kêu khác. Đi thôi Đốm. Nhưng mà đi đâu? Tới tổ ông, người ông còn ngầu hơn người nhện với người châu chấu nữa. Bạn nói thiệt hả bụng bự? Bạn có nhớ người nhện nói gì không? Sức mạnh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Mình bắt đầu thấy cái gì đó sai sai ạ. Tại sao mình phải tin khi một bự lên kế hoạch chứ?
Đời thực không phải là phim ảnh, nên nếu như con muốn có sức mạnh thì con phải tự rèn luyện để có nó. Không có gì tự nhiên mà có đâu. Dạ, con biết rồi. Tụi con biết là không nên tin bụng bự suối bậy nữa. Thế giới này thật bất công. Bất công, thật bất công. Bất công, thật bất công. Bất công, thật bất công. Loài đốm luôn nói họ có nhà cửa, ở sạch sẽ. Còn loài chuột của chúng ta chỉ ở hang đất ăn dơ ở bẩn. Ăn dơ ở bẩn, ăn dơ ở bẩn. Thế nhưng ta đã tìm được những chứng cứ để chứng minh loài đốm cũng ở bẩn không kém. Do đó, các ngươi có nhiệm vụ làm theo mệnh lệnh của ta, để cho loài đốm bẻ mặt, không còn khinh khi. Không còn khinh khi, không còn khinh khi. Nhiệm vụ bắt đầu. Ôi, lúc nãy mình quên ghé canteen uống nước, giờ khát nước quá à. Còn mình thì uống quá chừng luôn nè, nên bây giờ bụng căng lên luôn. Mình cũng vậy. Ấy chà chà, nhắc tới là mình cũng buồn tè quá à. Mình cũng vậy. Hay bàn tay to đi trước đi, tụi mình giải phóng nước cái đã. Ý, không được đâu. Nơi đây không có nhà vệ sinh, đi như vậy là mất vệ sinh lắm đó. Có sao đâu, mình chỉ rửa một ít vài gốc cây thôi mà. Hai bạn nói chuyện không tế nhị chút nào á. Bạn muốn làm thì bạn làm đi, mình nhịn. Có một chút có sao đâu. Mình làm gì ghê vậy không biết. Tưới cây còn tốt, chứ có gì đâu. Ngày chủ nhật thật là tuyệt. Ước gì một tuần có 7 ngày chủ nhật. Yeah. Một tháng có 30 ngày chủ nhật luôn đó. Yeah. 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 Giờ phản công đến rồi. Phản công, phản công. Đến trường thôi là đến trường thôi. Là đốm kìa. Đang xấu hổ quá mà. Sao như vậy trời? Ai biểu bạn không giữ vệ sinh nơi công cộng? Lần này thì cả thành phố biết luôn rồi. Bạn làm gì vậy tay to? Uống nai cũng không, ngon lắm đó. Dừng lại, tay to đừng có uống cái đó. Mấy cái nai cũng đó uống dở ò mà. Cái gì? Nai cũng là số 1 mà bạn dám nói dở hả? Chứ sao nữa, hu hút mới là số 1. Ôi ôi, mấy cái hu hút toàn quá chất độc hại không à. Chứ cái nai cũng có gì trong đó mà không độc hại? Xời, có ghi chinh lon nè. Nhỏ quá không đọc được. Nhưng mà nói chung thành phần nó gồm các chất có lợi không hả? Thôi đi, không đọc được á thì làm sao biết có lợi chứ. Vậy còn cái hu hút của bạn thì sao? Bạn có đọc được gì trên đó không? Hay là cũng nói đại thôi? Carbon Iraq gì đó. Đọc được nhưng mà không có hiểu. Nhưng mà mình nhớ may mắn là cái chất này có tốt cho sức khỏe lắm á. Xời, vậy cũng nói nai cụng vừa bổ vừa ngon, mình cũng có thể uống cả ngày luôn. Yeah.
Vậy sao mình không mở một cuộc thi uống nước ngọt đi? Thi uống nước ngọt? Hôm nay đốm của mẹ có chuyện gì mà nhìn buồn vậy? Hai bạn ta to với bùng bự không thèm chơi với con nữa. Sao tự nhiên hai bạn lại không chơi với con? Dạ, lỗi là tại con. Sáng nay con hẹn hai bạn chơi đá banh, nhưng là ngủ quên. Con biết lỗi là tốt rồi. Thôi, để mẹ giúp con gọi cho hai bạn nha. Hai bạn tới rồi hả? Cho mình xin lỗi vì chuyện sáng nay nha. Để mình với bụng bự chờ lâu ơi là lâu luôn. Mình xin lỗi mà. À, hai bạn vô ăn bánh kem đi. Mẹ mình mới làm, ngon lắm á. Thôi đó biết lỗi rồi mà. Mình ra ăn bánh kem đi. Bụng bự đúng là tham ăn. Chán quá, lúc nào cũng hào, hào. Đó, như vậy nè. Như vậy nè, bụng bự hiểu chưa? Ra đây chơi mà ta to với bụng bự đem theo bài tập làm cái gì vậy không biết. Tại mấy bài này khó quá à. Để mai làm cũng được mà. Mình chỉ cho bụng bự một chút rồi chơi nha. Ta to chỉ đi, mình đi chơi trước đây. Đốm đi tắm rồi xuống ăn cơm nha con. Dạ. Vừa lâu bây giờ buồn ngủ. Nhưng còn đóng bài tập. Thôi đêm mai làm cũng được. Một tiếng là xong hết. Các em mở vở ra để thầy kiểm tra bài tập. Đốm không làm bài tập, phạt đứng trên bảng. Đốm làm biến quá. Bị phạt xấu hổ quá à. Thì ra là mơ. Trời ơi, 10 giờ rồi mà mình chưa làm bài tập nữa. Chết rồi, bài tập nhiều như vậy làm sao mà làm hết đây. Biết vậy mình nó không đi chơi. Đúng là việc hôm nay không được để ngày mai mà. Mình không muốn bị phạt như trong giấc mơ đâu. Thầy giáo mới gọi điện thoại cho mẹ sáng nay, nên mẹ đã dọn hết, đem cho em Su Su của con rồi. Không biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ. Không chịu đâu, trả lời cho gì chuyện danh cho con. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ đi học nhanh lên. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy hả? Đứng lại. Con ở nhà nữa, mẹ không thương con. Mình gì hết, mình không muốn ở nhà nữa. Cố lên mày nhỏ, chúng ta gần tới rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ được ăn món ngon nhất trên đời này. Nhưng mà mình mệt quá, bay hết nổi luôn rồi. Mình chán ăn bánh mì lắm rồi. Sáng nào bọn mình chán ăn bánh mì, xong nay bạn lại vậy? Tại vì ngày nào cũng ăn hết đó, nên mình ngán tới tận cổ rồi nè.
Mình muốn ăn đồ ngon. Mình muốn ăn món ngon nhất trên đời này. Đúng đúng, mình cũng đang trên đường tìm món ngon nhất trên đời. Bạn có muốn đi với mình không? Cố lên mày nhỏ, chúng ta sinh ra là để ăn mà. Thôi, mình bỏ cuộc, bạn đi ăn một mình đi. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Món ngon nhất trên đời này sẽ là của mình. Tất nhiên là đi rồi. À, ý bạn là từ nay về sau không thể ăn bánh mì chung với bọn này nữa chứ gì? Mình muốn thưởng thức đồ ăn ngon thôi. Mấy bạn đừng có hòng cản mình. Ủa, đâu rồi ta? Sao mấy nhỏ nói là ở trên này mà? Ồ, chào anh bạn nhỏ. Lâu lắm rồi mới có người xuất hiện ở nhà hàng cô đơn này. Hả? Nhà hàng cô đơn? Đúng rồi, vì chỉ có những người không có bạn bè, rảnh rỗi lắm thì mới lên tới nơi này thôi. Cũng hơi đúng đúng. Mà món ăn ngon nhất trên đời này đang ở đâu vậy chú đầu bếp? Ừ? Dạ, con hiểu rồi. Bên kia cây cầu. Ơ? Kia rồi. Cuối cùng món ăn ngon nhất trên quả đất cũng thuộc về miệng ta. Sao rồi anh bạn nhỏ? Thấy thức ăn ngon chứ? Tất nhiên là... Sao tự nhiên lại ngập ngừng vậy? Không có ngon. Tại sao cháu lại thấy không ngon vậy ta? Cứ thấy thiếu thiếu cái gì á. Là thiếu những người bạn đúng không? Món ăn cho dù ngon cách mấy, nhưng nếu phải ăn một mình thì thật là buồn chán. Dạ, chú nói chí phải. Món ăn ngon nhất trên đời chính là những món ăn được ăn cùng với mọi người, vừa ăn vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứ không phải là lủi thủi ăn một mình. Cháu hiểu tại sao nơi đây gọi là nhà hàng cô đơn, chứ không phải là nhà hàng ngon nhất rồi. Tạm biệt chú nha, cháu về với bạn của mình đây. Cháu nói đúng lắm. Tạm biệt cậu nhỏ, chúc cậu thượng lộ bình an. Dạ. Mới đi chơi về hả con? Dạ, mà con đói quá mẹ. Có gì ăn không mẹ? Mẹ không nấu phần con, nên con tự kiếm đồ ăn đi. Hả? Sao lại không nấu phần con? Con vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Có gì gì vậy ba? Con đi chơi cả ngày, cũng không thèm xin phép hay là báo cho ba mẹ biết. Cho nên mẹ lo chứ sao? Trời ơi, thì ra là vậy, tưởng chuyện gì? Con đi chơi thì con vui, nhưng con đâu có biết ba mẹ ở nhà lo cho con như thế nào đâu. Con ở nhà một bữa chơi thôi, chứ có đi đâu đâu mà lo. Hồi nhỏ ba cũng như con, cũng làm cho bà nội lo đó. Khi ba hiểu ra thì ba không tái phạm nữa. Con nên tự suy nghĩ lại đi. Dạ. Mình đâu có sai đâu ta. Không biết hồi đó ba như thế nào ha. Chắc vì bà nội không cho ăn như mình quá. Muốn biết thì xem thôi. Ê, cái người biết nói. Ừ, muốn coi ba ngươi mà. Đây là ba ngươi lúc nhỏ đây. Ồ, hay vậy. Không biết nó đi đâu từ sáng giờ không thấy. Sắp mưa lớn mà còn chưa về nữa. Ba nói kìa. Thôi được rồi, con hiểu là được rồi. Thôi, xuống ăn cơm đi. Dạ, con đi liền. À, mẹ đợi con tí. Cảm ơn Gương nhiều nha. Mình sẽ ngoan ngoãn xin phép ba mẹ trước khi đi chơi. Hứa đó. Được rồi, cố lên. Mẹ ơi, con qua một bữa chơi nha. Trời sắp mưa rồi đó, mai rồi đi con. Lại nữa rồi, mưa gì mà mưa hoài à. Không đi đâu chơi được hết. Chán quá đây ông mùa hè ơi. Chuyện gì? Sao về nhà con? Ta là thần mùa hè, đang bay đông chơi thì nghe con la lối nên ta mới xuống xem sao. Thật hả? Ông ơi, ông làm trời hết mưa được không ông? Sao vậy?
mưa mát mà con. Con chỉ muốn đi chơi thôi. Mà trời mưa hoài như vậy, con đi chơi được gì hết á. Ở nhà hoài chán lắm. Cũng có lý. Mùa hè mấy đứa được nghỉ học mà lại không được đi chơi thì quá uổng phí. Đúng rồi đó ông. Ông mau làm hết mưa đi. Được thôi, nhưng mà nó sẽ gây ra nhiều hậu quả lắm đó. Không sao đâu ông, chỉ là không mưa đó mà. Hay quá, đi chơi thôi. Đã một tháng nay không mưa, tình hình mùa màng đang bị hạn hán, giá nông sản sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới. Nắng nóng quá trời mà không chịu mưa. Sao ai cũng chán vậy ta. Thôi, mình đi chơi đi. Phải ngươi không? Ngươi nói ông thần mùa hè không cho mưa nữa đúng không? Dạ, đúng. Nhưng ông là ai? Ta là thần Đông. Vì ngươi mà ông thần mùa hè không cho mưa nữa. Sao mày nghiêm trọng vậy được? Đây, thấy chưa? Thấy hậu quả chưa? Trời ơi, ra nông nổi này luôn rồi sao? Sao họ khóc vậy ông? Còn hỏi nữa sao? Chính người mong muốn không có mưa để đi chơi. Giờ thì không mưa cả tháng, ruộng vườn đến sông suối đều khô hạn. Bao gọi mưa về cho ta, đồ ích kỷ. Con hiểu rồi, con sẽ nhờ thần mùa hè ngay. Con biết sợ rồi sao? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi ông thần Nông, xin lỗi ông thần mùa hè. Con sẽ không ích kỷ như vậy nữa. Con nên nhớ, có nắng thì phải có mưa. Không thể đảo lộn quy luật tự nhiên theo ý muốn được, vì sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Dạ, con hứa là con sẽ không làm như vậy nữa. Rồi, mưa đây. Hay quá. Mùa hè mà có mưa mới đúng chứ. Ủa, hôm nay mẹ đi đâu vậy? Mẹ qua nhà ông bà chơi, nên hôm nay đóng giữ chìa khóa nhà nha. Giữ chìa khóa cẩn thận nha con. Dạ mẹ. Lịch trình hóa này đẹp quá à. May tặng tay to mới được. Trời ơi, nắng quá, nắng quá đi. Mình bị dị ứng với phân hoa mà. Thiệt là bất công quá. Anh ổ quá suốt ngày chỉ nằm một chỗ ở nhà, còn mình phải vất vả đi ra ngoài như vậy. Số mình thật là khổ mà. Đói quá, kiếm gì ăn mới được. Thiệt là không công bằng mà. Thật là khổ mà. Ủa, anh chìa khóa hôm nay thế nào? Sao lại khóc lóc vậy? Anh còn hỏi nữa hả? Anh thì sung sướng rồi, hôm nào cũng ở nhà, còn tôi phải đi theo cậu chủ ra ngoài vất vả biết là bao nhiêu. Tại sao tôi với anh là một cặp mà tôi phải chịu khổ như vậy chứ? Anh đừng như vậy. Như vậy là anh đang đố kỵ với tôi đó. Như vậy không có nên đâu. Anh còn dám dạy đời tôi nữa hả? Đã vậy từ đây tôi không làm với anh nữa. Mặc kệ anh luôn. Ơ kìa, anh chìa khóa. Anh làm vậy không được đâu. Hey, ăn uống no nê rồi, giờ lên học bài thôi. À mà quên, phải khóa cửa cẩn thận. Ủa, có chìa khóa biến nó mất tiêu rồi ta. Không lẽ bị mất rồi? Ổ khóa này mà không có chìa thì vô dụng rồi. Chắc phải vứt nó đi thôi. Mình đóng tạm cửa, chắc mày về sớm thôi mà. Thôi chết, không có mình anh ổ khóa cũng bị chết luôn rồi. Phải làm sao đây? Nhà này không khóa cửa đàng hoàng, cơ hội của mình đây rồi. Phải làm dấu mới được. Lên trộm kia, dừng lại, không được ăn trộm nhà chủ của ta. Cái chìa khóa bé tí kia mà cũng đừng ngăn cản ta sao? Cho ta
ai nè. Thiên Phước, cái gì quá nhiều chuyện. Có trộm, có trộm, có ăn trộm, ăn trộm. Thật là hên quá, mình phát hiện kịp. Ủa, cái chìa khóa đây nè, phải tìm là ổ khóa mới được. Con làm mẹ buồn quá nên mẹ mới phạt con. Mẹ không yêu lắm thật rồi. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sapa chơi. Ôi thích quá, thích quá à. Hoan hô ba mẹ. Mà Sapa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, đến tự sắp đồ đó nha. Dạ. Cái này, cái này, cái này, cái này nữa, cái này nữa, cái này, cái này. Đớm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi.
Ôi, là lạnh quá. Sao ở đây lạnh quá? Sapa nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Hai cha con xong việc rồi hả? Vào ăn cơm luôn nè. Để anh xem tin tức 5 phút cái đã. Hiện tại nhiều nơi đang gặp hạn hán, nước sạch bị thiếu trầm trọng. Nguyên nhân là do nguồn nước sạch tại bể chứa đã cạn. Trong 3 ngày, nếu như chúng ta không tìm được nguồn nước, thì nguy cơ cả hành tinh sẽ không có nước để sử dụng. Hèn chi hôm nay nhà của mình nước chảy rất là yếu. Ba nghĩ cái chuyện này không có đơn giản đâu nghe. Nguồn nước của chúng ta rất là nhiều, sao lại cạn được? Có khi nào là ai đó đánh cắp không ba? Ừ, cũng rất có thể đó con. Nhưng chúng mình đi đâu chứ? Nguồn nước rất là lớn, nếu lấy đi thì chắc chắn sẽ không thể cất ở hành tinh này được. Ý bà nói là người ngoài hành tinh đó hả? Có thể là họ đang thiếu nước nên đến hành tinh của chúng ta để đánh cắp không chừng. Vậy chúng ta phải đi tìm lại thôi. Đúng vậy, trở lại phòng nghiên cứu với ba. Tuân lệnh ngay. Mình đi như vậy thì làm sao biết được nước ở đâu hả bà? Bà đã chế tạo ra được một thiết bị đánh hơi nguồn nước, cho nên nơi nào có nước thì nó sẽ báo động liền. Ồ, sao hay vậy? Cẩn thận con trai. Con xin lỗi ba, tại con tò mò muốn biết. Nó đánh hơi được nguồn nước rồi, là hành tinh phía trước kìa con. Chưa chắc đã chết, nhưng mà nếu không có nước thì vài ngày thôi chúng ta sẽ bị khát mà chết đó con. Phải liều thôi. Các người muốn liều chuyện gì? Dạ đâu có liều gì đâu. Ta nghe các người nói đi tìm nguồn nước là sao hả? Chính các người đang cấp nguồn nước sạch ở hành tinh của ta, làm cho chúng ta hết nước sạch để sống, đúng không? Thật là buồn cười, các người xài nước hoang phí, khan hiếm nguồn nước. Giờ lại nói chúng ta ăn cắp là sao? Người nói vậy là sao? Chính hành tinh các người đã làm ô nhiễm nguồn nước sạch, lại còn xài hoang phí nên giờ hết nước sạch xài. Sao lại có chuyện đó chứ? Các người hãy nhìn xuống hành tinh của mình kìa, nước vẫn còn rất nhiều nhưng quá ô nhiễm. Trái đất của các người đang xám xịt dần, không còn xanh tươi nữa. Có thiệt vậy không ba? Có lẽ là họ nói đúng đó con. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ hả ba? Ba về sẽ tìm cách cải tạo lại nguồn nước mới được. Còn con sẽ bảo mọi người tiết kiệm nước sạch, không làm bẩn nguồn nước, không xả rác, không chất thải ra sông suối nữa. Chúng ta mau về thôi con. Kính thưa quý ông quý bà, chào mừng đến với buổi ra mắt phát minh mới nhất của tôi. Đó là robot bảo vệ. Đây là mẫu robot hiện đại nhất, không những có thể khống chế kẻ xấu trong nháy mắt mà còn có thể đoán trước ai sắp phạm tội để ngăn chặn kịp thời nữa đó.
Phát hiện có kẻ xấu. Phát hiện có kẻ xấu. À, bị phát hiện rồi. Chuồng là thượng sách. Ê, trời đất ơi, mau bắt hắn lại đi. À, bác bò vàng có bị sao không? Tên này nguy hiểm quá. Trời ơi, đông quá, biết bắn ai trước đây? Mục tiêu bị rơi chỉ, cơ hội đây rồi. Cảm ơn các bạn, nhờ mọi người mà tôi đã học được bài học về tinh thần đồng đội. Dù có mạnh tới đâu, không ai có thể thành công một mình được cả. Đúng rồi đó. Ủa Đốm, con tính đi đâu hả? Dạ, con có hẹn với Tê-tô qua nhà bụng bự chơi đó mẹ. Vậy hả? À, mà nè, sao con không ăn hết trái cây đi rồi hãy đi? Con ăn không hết đâu, con ngán rồi. Mày bỏ giùm con đi. Ờ, nhưng... Nào con, ăn nhiều vô chút đi con. À, tới giờ phim hoạt hình rồi, con đi coi đây. Không được, con phải ăn cho xong rồi thì muốn làm gì thì làm. Dạ. Tập phim hay như vậy mà bị mất khúc đầu. Ba mà không bắt mình ăn hết cơm là mình coi được rồi. Mà sao ba mẹ là cứ bắt mình ăn hết rồi ăn vậy? Ăn không hết thì bỏ thôi, lo gì. Thôi, buồn ngủ á. Tính sao vậy? Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Đốm, con ở đâu? Mau trả lời ba mẹ đi Đốm ơi. Ba mẹ ơi, cứu con. Không được rồi, mình phải cố gắng ra ngoài thôi. Ba mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu vậy? Ba mẹ đang ở trên đây nè. Cứu ba mẹ với Đốm ơi. Ba mẹ có sao không? Tại sao nhà mình lại thành ra như vậy vậy? À, ông là ai? Ta là thần nông đây. Ta chính là người đã tạo ra rau, củ, cây, trái cho các người ăn đó. Hả? Thần nông? Chính nông đã gây ra những chuyện này sao? Chính là ta. Ta mang cho các người biết bao nhiêu đồ ăn thức uống. Nhưng người lại phung phí. Ăn thì bỏ thừa. Bỏ hết đồ ăn ta tạo ra. Ta rất là phẫn nộ. Thần nông ơi, con biết lỗi rồi. Nhưng mà... ba mẹ con không có bỏ đồ ăn. Ông tha cho ba mẹ con đi. Bây giờ ta tha cho ba mẹ ngươi cũng được. Ngươi phải làm xong một việc. Dạ. Việc gì vậy thần nông? Con sẽ cố gắng làm được mà. Ngươi có biết trong cái diễn này là gì không? Dạ. Dạ không. Nhưng nó kinh khủng quá. Đó là đồ ăn mà bao nhiêu lâu nay ngươi đã bỏ đi đó. Bây giờ ngươi ăn hết nó thì ta sẽ tha cho cả nhà ngươi. Đúng à. Thì ra đây là đồ ăn mình đã bỏ. Phải chứ mình ăn hết thì không phải như vậy rồi. Nhiều lời. Con muốn cứu ba mẹ ngươi không thì bảo. Con biết rồi. Con sẽ ăn mà. Chỉ là giấc mơ thôi sao? Ba mẹ ơi, từ nay con sẽ không ăn bỏ thừa nữa đâu. Thưa ba mẹ, con đi chơi mới về. Đau bụng quá. Bạn đợi mình xíu, mình sẽ gọi xe cấp cứu liền. Xe cấp cứu không có kịp đâu. Đỡ bù bù lên ghế sofa đi con, bà con cách rồi. Đau bụng quá. Bây giờ bà sẽ đưa hai đứa vô trong dạ dày của bụng bự, rồi hai đứa cùng nhau tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao lại đau quặn lên như vậy. Dạ rõ. Thành công rồi, chúng ta đã ở trong người bụng bự. Thôi
thôi, thời gian không có nhiều đâu, bọn mình xuất phát đi. Ừ. Ủa, sao không thấy gì ngoài đồ ăn vặt của Bụng Bự hết vậy? Có khi nào ăn tập bậy nhiều quá nên Bụng Bự bị sinh bụng không vậy? Cũng có thể đó. Hay là tụi mình giúp Bụng Bự dọn sạch đường ruột dơ bẩn này đi. Được đó. Vậy chắc là được rồi đó. Thôi tụi mình về. Kẻ nào, là kẻ nào dám lấy hết thức ăn của ta hả? À, trời ơi, ghê quá à. Đùa ta hả? Khẩu súng bé tí đó thì làm gì được ta chứ? Ngươi là ai? Còn phải hỏi nữa hả? Ta chính là chúa tể nơi này, đã theo thực phẩm bẩn mà tên Bụng Bự ăn vào để tới đây. Chạy tới đó, nó mạnh quá, không có cách gì tiêu diệt đâu. Dừng lại. Đau kìa. Bỏ cái đó xuống mau. Ta sẽ quay trở lại. Ý, mình thấy đỏ lại rồi nè. Cảm ơn hai bạn nha. Cảm ơn gì chứ? Bạn có biết là bọn mình suýt nữa là bị con vi khuẩn trong người bạn ăn thịt rồi không? Hả? Trong người bạn chỉ toàn đồ dơ không à, không hợp vệ sinh, nên vi khuẩn làm tổn rồi đục phá ở trọng đó. Ngon quá hả? À? Ngon quá, ngon quá. Ý, ghê quá à. Thế nào bạn cũng bị đau bụng cho coi. Trời ơi, bạn yên tâm đi, đó giờ mình chưa hề biết đau bụng là gì luôn. Tay to với đốm nói đúng đó, chúng ta phải ăn cân bằng giữa thịt và rau. Tránh xa cái thức ăn không hợp vệ sinh thì vi khuẩn nó mới không có cơ hội tấn công. Mấy đứa có hiểu chưa? Dạ.